Tết còn còn đi đâu vậy? Con mang Tết về nhà. Khoa, Khoa. Sao? Tết năm nay chú Thiếm lại không về nữa hả? Thôi được rồi, anh hai chúc chú Thiếm dồi dào sức khỏe nha. Mày quỳ xuống đây. Mày đâu giờ này mới chịu về? Sao không đi luôn đi? Dạ, con mang cái này về cho nội. Ba ơi, Tết này vợ chồng tụi con không có về thăm ba được. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng giận tụi con nha ba. Còn hai nữa, khi nào em về, anh em mình nhậu một bữa cho đã nha anh hai. Đứng bên trời, đào khoe sắc bên mái. Ba nha. Dạ. Năm mới vợ chồng con kính chúc ba mạnh khỏe, sống lâu, vui vầy với con cháu. Anh chị hai, năm mới vợ chồng em chúc anh chị hai là mang phát tài, phát lộc. Mẹ Di, chúc Tết ông nội đi con. Mẹ ơi, cái này là cái điện thoại, chứ không phải là ông nội. Không biết
đây là nơi mà ông nội đến nhất. Và con nhớ điều bà nội luôn nhắc cho mọi người là: con hãy nhớ một điều, giao thừa là khoảng thời gian mọi thành viên trong gia đình quây quần với nhau trong yêu thương. Dù có đi đâu, con cũng phải trở về với gia đình. Khi ấy, con sẽ thấy ấm áp ở nơi này. Xuân sang.